Vừa qua thì hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế đã gây chấn động khi mà công bố hồ sơ Paradise, tiết lộ danh tính cá nhân, công ty thành lập những công ty con ở những quốc gia hay là hòn đảo được xem là thiên đường thuế. Đáng chú ý là tính tới ngày 23 tháng 11 tức là hôm nay thì trong hồ sơ Paradise có 21 thực thể nước ngoài, 25 cá nhân liên quan tới Việt Nam, trong đó có nhiều cái tên nổi tiếng. Theo hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế, trong hồ sơ Paradise, các thực thể liên quan tới Việt Nam có trụ sở ở các thiên đường thuế như quần đảo Cayman, Bermuda, quần đảo Virgin thuộc Anh. Đây đều là những nơi được mệnh danh là thiên đường thuế của thế giới với mức thuế suất cực kỳ ưu đãi, gần như bằng 0% cho các doanh nghiệp thành lập tại đây. Trong danh sách các pháp nhân có liên quan tới Việt Nam, phần lớn là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Danh sách cũng có nhiều cái tên quen thuộc với giới tài chính trong nước như Đôn Lâm, đồng sáng lập và giám đốc điều hành tập đoàn Vina Capitals, Nguyễn Louis T, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Đầu tư SAM hay ông Dominic Timothy Charles, Tổng Giám đốc Dragon Capitals. Đây mới chỉ là danh sách do phía Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế đưa ra, còn thực tế có đúng hay không thì chưa được xác nhận. Đây không phải là lần đầu tiên đại gia, doanh nghiệp Việt Nam có tên trong các hồ sơ thiên đường thuế của nước ngoài. Trước đó, nhiều đại gia với khối tài sản lên tới hàng tỷ đô la Mỹ cũng xuất hiện trong các hồ sơ quốc tế như hồ sơ Panama. Tính tới hôm nay, Việt Nam có 92 thực thể nước ngoài, 22 cá nhân và 171 địa chỉ được nhắc đến trong các hồ sơ Paradise, Panama, Obsolix và Lex.